Em trai con thỉnh thoảng có người mượn làm người mẫu chụp ảnh thì công việc đó có phải tà mạng không? Trong giới luật một vị tỳ kheo ni dù có nhiều tuổi hạ hơn nhưng vẫn phải đảnh lễ vị tỳ kheo ít hạ hơn, tại sao lại như thế? Thưa quý vị, có những cái nghề mà khi quý vị hỏi đó thì Chư Tăng từ chối trả lời, bởi vì nếu như mà trả lời một cách nó rốt ráo đó, thì quý vị có thể nghĩ là bây giờ tôi làm cái gì kiếm sống bây giờ. Đấy. Cho nên đa phần Chư Tăng chỉ nói là người cư sĩ dù làm nghề gì đi nữa thì tránh cái nghề mà sống trên cái sự đau khổ của chúng sanh khác, hoặc là làm cái nghề gì đó mà không phải phạm vào năm giới, như vậy là đã quý lắm rồi. Còn nếu như mà quý vị muốn biết cái nghề nào đó mà nó là hạnh phúc cao thượng, nó là cái điềm lành cao thượng, thì quý vị nên quay lại xem lại cái bài giảng của sư trong bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Có nghĩa là Đức Phật nói đó, chỉ những cái nghề thủ công thì nó là hạnh phúc cao thượng. Bởi vì sao? Bởi vì những nghề thủ công đó thì nó không có làm hại đến chúng sanh khác, không có ảnh hưởng đến chúng sanh khác. Ví dụ như cái nghề đan lát chẳng hạn thì nó là nghề thủ công và cũng không có làm hại gì đến chúng sanh khác đấy. Hoặc như là cái nghề thợ xây thì những cái nghề tay chân á, thì cũng không có làm hại đến chúng sanh khác. Còn những cái nghề khác á, thì dù ít dù nhiều thì chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng đến chúng sanh khác. Ví dụ như nghề làm nông thì người nông dân khi cày cấy họ sẽ làm chết rất nhiều những cái con ở dưới đất, và khi họ bảo vệ thực vật họ thì họ phun thuốc trừ sâu thì họ giết rất nhiều những con sâu. Nhưng mà những cái vị tu sĩ khi mà giảng cho những người nông dân thì vị ấy sẽ tránh nhắc đến những vấn đề này. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật nói đó, với những người mà họ không có giữ giới mà lôi giới ra mà thuyết á, thì Đức Phật gọi đó là vùng thuyết. Ví dụ như mà chúng ta đến giảng cho những người nông dân mà chúng ta nói như vậy đó thì họ sẽ nghĩ là bây giờ tôi sống bằng cái gì, rồi tôi nuôi vợ nuôi con, tôi nuôi cha nuôi mẹ bằng cái gì đấy, thì không có nên như vậy. Cho nên á, về cái câu hỏi của quý vị đó thì sư Chánh trả lời trực tiếp, bởi vì nếu như đây là cái công việc chính thì quý vị sẽ hỏi là như vậy thì tôi kiếm cái nghề gì tôi làm bây giờ. Thế quý vị nhớ như thế này, chúng ta làm cái công việc gì mà nó không có kinh doanh trên cái sự đau khổ của chúng sanh khác thì như vậy là đã rất là hạnh phúc rồi. Chúng ta làm cái nghề gì mà chúng ta không phải phạm vào ngũ giới, không phải phạm vào năm giới thì như vậy đã hạnh phúc rồi. Còn nếu như mà chúng ta muốn cho nó tốt hơn nữa thì chỉ có nước là lựa chọn những cái nghề thủ công mà những cái nghề đó đó không có phạm vào năm giới. Ví dụ như là làm cái nghề thợ xây, nhưng mà nghề thợ xây bây giờ đó thì họ vẫn thường hay ăn nhậu, thì làm sao đó mà chúng ta vẫn không ăn nhậu đấy, thì đó là cái quyết định của quý vị ha. Còn mà nói một cách rốt ráo đó thì xin thưa là ngay cả cái chuyện mà quý vị
chụp ảnh mà quý vị đăng lên Facebook á, bản thân nó cũng tạo nghiệp. Tại sao vậy? Bản thân quý vị chưa có thoát khỏi cái tâm tham, có nghĩa là cái tham dục quý vị vẫn còn, mà khi quý vị tạo dáng nọ kia, tạo dáng này dáng nọ, rồi quý vị chụp ảnh lên và quý vị khiến cho người khác khi nhìn vào những cái tấm hình đó, tham dục của họ tăng trưởng khi mà nhìn vào cái tấm hình của quý vị. Thì đối với một người mà khiến cho bản thân của mình tham dục tăng trưởng mà lại khiến cho người khác tham dục cũng tăng trưởng thì bản thân nó chính là ác nghiệp. Đấy, nó là sư nói là chỉ đơn giản cái chuyện là quý vị chụp hình mà đăng lên Facebook thôi đó. Chứ sư không nói gì cái chuyện mà nó cao xa hơn. Thành ra học đạo nhiều thì chúng ta phải cẩn thận. Nên quý vị thấy đó, ở trong cái thời Đức Phật đó, thì rất là ít cái chuyện tại sao mà cái thời trong cái thời Đức Phật trở về trước, khi mà chúng sanh quan tâm nhiều đến những cái giá trị văn hóa tâm linh đó, nó không có internet, nó không có những cái trang mạng xã hội, là bởi vì khi đó là chúng sanh đủ thứ ở trên đó hết,